chào quý vị khán giả. Hôm nay Yêu Âm Nhạc DSA sẽ test cái đàn Quickman K200 này. Cái đàn Quickman K200 này mình sẽ gửi về một bạn ở Hải Dương. Và mình sẽ test cho các bạn coi ha. Phím ok hết. Ban đầu thì bạn ở Hải Dương định mua một cây Quickman K150, nhưng mà sau khi phân vân suy nghĩ và cũng như là bạn có nhờ mình tư vấn á, thì bạn đã quyết định lên Quickman K200. Thật ra trong cái số tiền 2 triệu á, thì Quickman K150 là vô địch rồi. Nhưng mà tại vì bạn cũng có lưỡng lự, tại vì cái K200 á, thì cái phím nó tốt hơn K150 rất là nhiều. Thì tất nhiên rồi, tại vì cái số tiền nó cũng gần gấp đôi mà. Và K150 thì không có cái kết nối pedal, còn cái thằng này thì có kết nối pedal. Đây. Thực tình ha. Thì có nghĩa là cái cổng kết nối này thì K150 chưa có. Và thêm một phần nữa thì về cái phím. Về cái phím thì phím của K200 thì tốt hơn K150 rất là nhiều. Thành ra nói chung là để so sánh hai cây thì không có sẽ nào nói được, nhưng mà để đánh đố thì phải cân nhắc. Thì sau khi hai anh em trao đổi á, thì bạn đã quyết định lên K200. Mình tại vì bạn dự đoán trước ha, mình có tặng bạn một cái pedal, một cái chân đàn, một cái bao đàn và free ship tới tận nơi. Và bây giờ mình sẽ nói qua những cái chức năng của K200 nha. K200 có một cái mà mình rất là thích. K200 có một cái điều rất là hay, đó là cực kỳ dễ sử dụng các bạn. Những cái chức năng ở trên này các bạn thấy không, bấm là có hết, rất là dễ sử dụng, tổng quan rất là rõ ràng ha. Nút bật tắt nhạc nè, nút sync top nè, hợp âm nè, rất là dễ sử dụng, âm thanh rất là hay nha. Đã ấm không, cái âm bass rất là đã. Âm bass siêu hay. Rồi những chức năng như là fill nè, intro nè, fill là fill rời luôn nha các bạn nha, chứ không phải như một vài cái đàn mà cùng số tiền là chỉ có fill dính với nhau đâu, fill rời luôn. Có kết phay, có kết nhỏ dần, có hợp âm ba chế độ ha, op, chức năng hợp âm phổ thông và chức năng hợp âm full phím. Rồi ở đây thì tempo, mixer để mình điều khiển những cái âm lượng của những cái track. Rồi ghi âm, phát lại cái ghi âm ha, những cái bản nhạc này. Rồi chỉnh điệu cũng vậy các bạn thấy không, chỉnh điệu bấm style nè, bấm vô đây điệu gì ghi ở đây, điệu có tới 100 điệu luôn. Rồi tiếng thì bấm bên này, tiếng thì có tới 390 tiếng, rất là nhiều. Bài hát mẫu thì có tất cả là 110, cực kỳ nhiều ha. Có chức năng pha tiếng nè, trộn tiếng nè. Đây, để mình mở chức năng trộn tiếng cho các bạn coi nha. Pha tiếng rất là hay. Chức năng chia đôi bằng phím nè. À đây là chức năng vang tiếng. Nhưng mà cái đàn này thì có cái hay là nó có cổng pedal rồi. Thành ra nếu mà các bạn chơi piano á, thì các bạn nên dùng pedal ha, để mình tự chủ hơn. Còn nếu bạn nào không mua cái pedal á, thì các bạn có thể mở system này là chơi được rồi. Mình rất thích tiếng đàn piano của Quickman từ cái thằng K150 đã hay rồi nha. Nhưng mà nói chung là K150 dù sao thì giá tiền nó cũng thấp á. Thành ra nó chỉ gọi là vô địch so với cái phân khúc thôi. Còn từ K200 trở lên đó là mình mê luôn. Các bạn nghe tiếng piano của nó ha. Tăng giảm tông nằm ngay trực diện bên phải đây, cực kỳ dễ sử dụng, có nghĩa là mình nhìn cái gì là thấy sử dụng liền. Hồi đó mình nhớ là khi mà mình mới bắt đầu là gọi là quen biết với Quickman là mình biết cái này nè. Hồi xưa là tiếp xúc với cây này đầu tiên để mở lớp nhạc, mình rất là thích, rẻ và rất là trực quan. Đây là
lưu tuyến ha, lưu được 4 tuyến 1, 2, 3, 4. OTS là chức năng lấy những tuyến người ta cài sẵn, function cài đặt những cái chức năng nâng cao ở đây ha, chỉnh octa nè, hiệu ứng tiếng nè, vân vân. Ok, ở sau thì các bạn thấy ha, này mình có giới thiệu và mình nói lại một lần ha. Đây là cổng nguồn nè, đây là phone nè, để mình nghe vô mình không có bị ồn nè, không có ảnh hưởng tới người khác. Cái cổng phone của đàn Kutmin K200 thì bắt đầu đã dùng cổng 6.5 rồi nha, chứ không phải dùng 3.5 như K150 nữa. Sultan là pedal luôn, cắm này vô là xài được liền, rất là dễ. À, và Kutmin K200 cũng bảo hành 2 năm luôn, bảo hành gấp đôi K150. Nói chung là nếu mà các bạn đang lưỡng lự là số tiền tầm 2 triệu thì chắc chắn là K150 rồi. Còn nếu mà các bạn muốn một cái đàn xài lâu dài hơn, một cái đàn đã gấp nhiều hơn và các bạn có thể ráng được ha. Nói chung ráng được thì cũng gần gấp đôi, cũng đánh đổi khá nhiều, thì chúng ta có thể lên K200. Và nếu các bạn lưỡng lự thì có thể liên hệ với mình sẽ hỗ trợ thêm các cái gói về quà tặng á. Nếu không quà tặng thì mình sẽ bớt một ít số tiền mặt để hỗ trợ các bạn, để các bạn có thể mạnh dạn lên K200. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn muốn tư vấn thêm hay là mua đàn thì có thể liên hệ với mình qua hai số điện thoại.